căn cứ vào số lượng và doanh thu bán ra. Em hiểu chưa? Vẫn là cơ sở dữ liệu chính là bà chi tiết bán hàng thôi, đúng không nào? Và từ đây thì bắt đầu mình mới tính ra được cái số lượng nguyên vật liệu để mình xuất ra. Thế từ đó bắt đầu, ví dụ như ngày mùng 7 ở đây nhá, em sẽ xử lý từng ngày một nhá. Tức là mình sẽ đến ngày mùng 7 trước, sau khi mình đến ngày mùng 7 xong rồi thì mình tính lại kho một lần nữa, tháng 1 thôi. Em hiểu chưa? Rồi em lại xem cái báo cáo tồn kho đến ngày bao nhiêu? 13 tháng 1. Em có hình dung ra ý của chị không? Khi nãy là chị hướng dẫn cho em về cái cách là em sẽ nhập kho thành phẩm, đúng không ạ? Dễ hơn bước này nhá. Bước này em chú ý một chút. Cái bước này là cái bước chị đang định hướng cho em các cách về xuất nguyên vật liệu cho các thành phẩm. Em hiểu chưa? Bởi vì thế này, Vâng. quy trình để tính giá thành là nó sẽ có bước này. Một là tạo mã thành phẩm, chị đã dạy đúng không, ngay từ buổi đầu tiên là phải sửa mã. Hai là hạch toán ngược lại cái doanh thu cho ghi âm. Ba là quay lại vào kho để cân đối lại cái nhập kho thành phẩm. Bốn là xuất kho nguyên vật liệu cho vào các thành phẩm để mà sản xuất, em hiểu chưa? Năm là tính lương. Sáu là phân bổ công cụ. Bảy là khấu hao tài sản cố định. Tổng hợp tất cả các bước đó rồi thì bắt đầu Vâng. mình mới vào phần tính giá thành. Và trong tính giá thành nó sẽ có phân ra giản đơn, tỷ lệ công trình. Nhưng đối với sản xuất thì chỉ quan tâm tới giản đơn hoặc là tỷ lệ. Như công ty em xây dựng được định mức và cái mã sản phẩm của bên em nó không quá nhiều thì em sẽ làm theo phương pháp giản đơn. Cái ưu điểm của việc tính giá thành theo phương pháp giản đơn là sau này em chỉ cần xây dựng được cái định mức tổng thể, nghĩa là em đưa cái nguyên vật liệu này vào thì em phải chứng minh được định mức của một sản phẩm là khoảng tầm này, em hiểu không? Tầm nào nguyên vật liệu nhá, chứ không phải em kể em xuất bo mà em không xây dựng định mức ở trên từng thành phẩm ấy, thì em vẫn phải có cái định mức cụ thể, tức là mình vẫn phải in một cái bản định mức ra em lưu tại doanh nghiệp. Vâng. Tại vì khi thanh tra quyết toán thuế họ sẽ hỏi, tất nhiên người ta sẽ không đi hỏi tất cả các thành phẩm của em, mà người ta chỉ cần làm việc ví dụ, họ sẽ bốc một cái ví dụ thôi, em hiểu không? Một cái ví dụ bất kỳ, họ sẽ phân tích ra là doanh thu của em là bao nhiêu, giá vốn của em là bao nhiêu và nguyên vật liệu của em là bao nhiêu, tiền lương bao nhiêu. Đấy, họ sẽ bốc ra, nhưng mà chủ yếu là người ta sẽ đi ở phần nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu là chính là nhiều nhá. Vậy thì bây giờ thế này, chị sẽ đi hướng dẫn tiếp cho em. Sau khi mình định hình ra được cái công việc mà mình làm là ở đây mình sẽ xuất cái bản chi tiết bán hàng của doanh thu ra, và chị sẽ đi từ ngày đầu cho đến cuối tháng nhá. Đầu tiên chị quan tâm là ngày mùng 7 tháng 1, hết ngày mùng 7 thì chị mới đi ngày 13, hết ngày 13 thì chị đi đến sang ngày 18, em hiểu chưa? Vậy bây giờ em sẽ vào cái báo cáo tồn kho. Với cái báo cáo tồn kho này, đầu tiên ấy, muốn chính xác ra thì em phải vào kho tính lại kho của tháng 1. Tuy nhiên chị không cần tính nữa bởi vì hôm nọ là mình tính nhiều rồi. Bây giờ chị vào kho luôn, tổng hợp tồn kho. Chị chọn là từ mùng 1 tháng 1 cho đến mùng 7 tháng 1 thôi. Và chị chọn kho là vật tư, đồng ý. Đấy. Ở đây mình sẽ nhấn xuất khẩu ra cho chị. Ở đây mình sẽ lưu nhắc ở đây là tồn kho vật tư đến mùng 7 tháng 01 năm 22. Điều thế thôi, còn tí nữa xong việc một cái xóa luôn cho sạch. Desktop nhá. Vậy bây giờ ở cái bản chi tiết này, chị đang dạy cho em cái phương án thứ nhất để mình lấy được, đây là số lượng nguyên vật liệu bỏ vào nhá cho sản phẩm. Ok chưa? Vậy thì ở đây ví dụ như là chị mình đang cần 472 kg của một nguyên vật liệu nào đó, đúng không nào? Và 472 này thì tương ứng với cái đơn giá là 100. Đấy là chị đang ví dụ. Nhưng mà qua thực tế của em thì mình sẽ vào cái báo cáo tồn kho này. Chị ví dụ như để sản xuất các cái hóa chất đó, chị cần bao nhiêu? Chị cần nguyên vật liệu nào nào? Em sẽ xem và chị sẽ làm một ví dụ nhá. Được chưa? Nhưng mà theo phán đoán của chị thì sẽ là dung môi và nước cái đã. Được chưa? Đấy, chị ví dụ thôi. Đấy. Thế thì ở đây chị sẽ insert ra. Bây giờ công ty em thì nó lại có cái phần số lượng đầu kỳ đang tồn kho nhiều. Cho nên mình sẽ dùng nốt cái phần nguyên vật liệu tồn kho này để sang. Chị đang cần là 47 triệu 190 nghìn đồng. Chị sẽ làm một cái phép tính, chị ship ra một cái này đi nha. Chị sẽ mỗi một lần như thế chị nháp vào đây là chị làm để nháp vào bản gốc của mình thì vẫn để em để mình xem. Thì ở đây chị cần là bao nhiêu? 47 triệu đúng không? 190 nghìn.
là phần chi phí để mà hình thành ra được cái tỷ trọng nguyên vật liệu trong cái giá thành của em nhé, để em cho vào để em sản xuất. Và ở đây chị cần 47 triệu này, 47 triệu này, và trong đó chị ví dụ như nước nó chiếm 10% là chị cho là 4 triệu 7 đi, em có hiểu không nhỉ? Đấy, cân đấy nhá, cái chỗ này là chỗ bắt đầu khó này, 47 mà trừ đi 4 triệu 7 còn 42 triệu 490 đây, em hiểu không em? Tức là chị chia ra, khi sau đó chị lại chia ra là à nước nó chiếm tỷ trọng bao nhiêu phần trăm, nước ví dụ như 10% còn lại là 90% là dung môi. Bây giờ chị lại làm một bài toán này, chỗ này nữa. Đấy, chỗ này là cái sầm nguyên vật liệu này là mình sẽ nháp, tuy nhiên khi em biết rồi thì em sẽ nhanh thôi chứ không lâu đâu. Ví dụ như ở đây mình có khối lượng là 9843 mà tương ứng với 225 giá trị, vậy ở đây chị Ctrl C thả xuống đây thì chị sẽ bằng này, khối lượng chị lấy cái này nhân với cái này chia cho cái này, em có hiểu không? Như vậy chỉ cần là 1857 kg dung môi, và chỗ này là phải tính toán đấy, bắt đầu thấy tính toán không? Thấy khó hơn à. Bắt đầu khó hơn đấy, cái bước này là bước khó hơn, còn từ hôm nọ giờ ta học là cả quá trình để hình thành ra. Em thấy chị dạy là chị dạy đi từng vấn đề một, nhưng nó lại cái gì trước cái gì sau em phải ghi ra nhá. Tại sao chị lại hướng dẫn nhập kho thành phẩm trước? À bởi vì chị đi theo từng cái dễ trước, đến đoạn này là bắt đầu đoạn khó, tuy nhiên không phải là quá khó. Vậy ở đây bằng cái này nhân cái này và chia cho cái này, vậy chị cần 352 mét khối nước và chị cần 1857 kg dung môi. Trước hết là phải tính toán hóa Excel để đưa ra được nguyên vật liệu ấy, cần cho sản xuất bao với sản bao nhiêu sản phẩm, đưa vào cho từng sản phẩm theo cách xuất kho đơn giản nhất. Ok rồi, sau đó chị mới vào phần mềm kế toán, chị mới tính lại giá xuất kho đến ngày 7 tháng 1 và chị xuất khẩu cái tồn kho này ra thôi, được chưa nào? Thế sau khi chị xuất khẩu cái tồn kho này ra thì chị mới đi, ví dụ chị lấy đặt cái số tiền mà chị cần tính ra là 47.190.000 đồng, đúng không? Thì may mắn thay là bên em lại đáp ứng đủ điều kiện nguyên vật liệu đầu kỳ của em ấy, đang nhiều. Giả sử để sản xuất ra 3.000 kg ấy, cái hóa chất thì cần bao nhiêu nước và cần bao nhiêu dung môi, em hiểu chưa? Tất nhiên là chị đang ví dụ thôi, còn cái này em phải xem cái định mức thực tế ấy, nó đưa vào. Thế thì ví dụ như đây là 47 triệu, chị lại phải tính này, đôi khi là thực tế là thế, nhưng mà kho của em không có thì em vẫn phải chế biến, em phải lấy nguyên vật liệu mà em đang có, chứ em không thể nào lại nguyên vật liệu của em trong kho rất là nhiều lại đi phải lấy thêm nguyên vật liệu ở ngoài vào nữa. Mà khi này là mình đang làm cho quá khứ, hiện tại là tháng 12 2022 mà mình đang quả làm cho quá khứ của tháng 1 thì lấy đâu nguyên vật liệu để mà cho vào, đúng không em? Cho nên mình sẽ dùng những nguyên vật liệu gần tương tự và hợp lý trong kho của mình để đẩy xuất kho ra đi. Một cái công ty mà tồn kho nhiều mà không giải quyết được vấn đề về kho là một công ty cực kỳ lạ, có nhiều tồn đọng không tốt, rắc rối, tức là rủi ro cao về thanh tra kế toán. Vậy thì mình sẽ ưu tiên lấy những cái nguyên vật liệu mình đang có trong kho ấy để đẩy nó ra. Được chưa? Ở đây thì chị đang chia tỷ lệ là 10% là nước và 90% là dung môi. Thì ở đây 47 nhân 10% chị lấy là 4 triệu 7 cho tròn đi. Còn lại là 42 triệu 490 nghìn là dung môi. Nào, đến đây em hiểu chưa? Rồi, ok. Thế sau khi em chia số tiền cho từng loại ra, đấy là chị đang ví dụ thôi, nhưng trên thực tế có thể là 5% hay là 95% ấy, thì cái này em phải cân lại. Tiếp tục này, khi chị tính ra được cái giá trị xuất kho của mỗi loại thì chị để công trục đây, chị tính ra được cái số lượng ấy mình cần xuất vào để sản xuất ra các sản phẩm đó là bao nhiêu thì chị tính ra được 352, hiểu chưa nào? Đấy, như vậy là chị chốt là hai cái nguyên vật liệu mà chị cần phải xuất kho ra. Thì bây giờ chị vào phần mềm kế toán đấy, vào kho, nhấn vào xuất kho. Tí nữa em phải lưu lại tất cả những cái file chị phân tích vào một folder là từng phần ra, để tí em xem lại phần xuất kho là những cái bảng nào chị vừa lao ra, phần nhập kho thành phẩm lúc nãy chị dạy em là những phần nào đấy, em phải từng buổi học của em như thế, em tạo ra một folder là xử lý công ty nào sau này em còn học theo để em làm, không cần phẩy nhá. Tại sao là chị không muốn lấy phẩy? Bởi vì thực ra là chị đang lấy cái giá trị gần gần tương đương thôi, không cần phải quá chính xác, số lượng thôi. Tiếp theo copy luôn sang cái phân tích này nhá, copy xkép ra khỏi copy đây, vật tư 06 nào, tương tự tự làm đi, copy cái mã hàng trên này này, để con chuột trên này này, bôi đen này chứ không phải copy ở phía dưới này nhá. Ok, copy phía dưới nó không ra được đâu, nó sẽ copy cả khoảng trống. Và xuống dòng, xuống dòng Ctrl V rồi
Và bây giờ đây này, chị phân tích cho em này. Lúc này nhá, khi em khai báo nguyên vật liệu sai nhá, thì bây giờ đây định khoản nó cũng sai. Chứ em phải sửa lại là 6211 và số Vâng. lượng tương ứng em copy vào đây cho chị nào. Và trong phần này thì mình phải chọn đối tượng tập chi phí là gì? Đấy, lại phải gióng sang bảng chi tiết copy, Ctrl C. Đối tượng tập chi phí rồi. Ok, Enter chỉ nói này. Rồi. Sao hơi giọng nó vọng nhỉ? Này, để con chuột vào đây. Đó, nếu như dòng thì phải được sao chép cho. Cho các dòng dưới nhá. Cuối cùng ở đây là nhấn nhấn cất. Thì chú ý một điều này. Khi em xuất nguyên vật liệu này em phải vào hệ thống tùy chọn. Cái này em biết, chị thấy em biết vật tư hàng hóa này em không được cho nó xuất âm. Nhớ nhá. Hiểu chưa? Cái chỗ tùy lúc lúc mà mình làm về xuất vật tư em phải chú ý chỗ này. Còn khi em bán hàng thành phẩm thì em cho nó xuất âm rồi em nhập kho thành phẩm như lúc nãy chị dạy cho em ấy. Còn bây giờ em không được phép cho phần mềm xuất âm nữa đâu nha. Được chưa nào? Vâng.